Hello, xin chào cả nhà. Chào mọi người đã đến với kênh Hè Xóm Vlog của mình. Vâng, và hôm nay mình sẽ làm một clip đi bắt một kẻ trộm, một kẻ có thể nói là phá hoại. Chúng đã phá hoại rất nhiều trên địa bàn bà con canh tác ở khu vực này. Thì hôm nay còn chần chờ gì nữa mà không cùng mình đi xem thủ phạm là ai. Này là ở quê mình là gọi là đê hai quai, vì đây là bên cạnh này nó là con sông Hồng, sông cổ sông Hồng đấy, chạy từ Hà Nội về Thái Bình đấy, vừa ra biển. Tuổi thơ của mình thì gắn liền với con sông này lắm, dòng sông Bến Nước con đò. Đây là bao bẫy của mình nha anh em nhá. Phải có cái đồ nghe lạnh thì mới chinh phục được nó. Đây rồi, anh em mình đến nơi rồi các bạn ạ. Đây, theo mình tìm hiểu mấy ngày gần đây thì chúng ẩn nấp ở khu vực hòn đảo này nè, sau trong những cái sâu như trong những cái bụi cỏ lau này nè. Giờ anh em mình sẽ xuống tận nơi để đi bắt chúng nhá. Đây là anh em mình đang đi trên khu vực chuồng lợn hỏng do bà con này trước là canh tác, và khi mà giá lợn bây giờ nó bấp bênh nhưng mà dịch bệnh như này thì bà con không chăn nuôi nữa nên là đập bỏ. Nên là anh em mình nhìn thấy là khung cảnh nó rất là đổ nát hoang sơ. Nhưng mà xung quanh thì cảnh vật xung quanh đây thì nó lại là quá là lên thơ chữ tình. Đây chỗ này là các bạn nhìn đây, như các bạn đang nhìn đây là khu vực đường ba đường của mình gọi là đường D, là đèn đường xe ô tô đi lên Hà Nội đấy. Anh em mình đến nơi nhà của chúng rồi đấy. Đây rất nhiều dấu vết chúng để lại đây. Tháo trộn hết tất cả lên rồi. Đây rồi, mình đã tìm thấy nhà chúng rồi. Đây. Còn rất chi là mới luôn. Em này chắc em đi đâu nhưng em vừa về chắc chắn là ở nhà rồi. Để mình nhìn kỹ lại một lần nữa. Rồi, đến nhà cũng phải hỏi chủ câu cho lịch sự, phép lịch sự bà con được. Nhà có chó không? Nhà có chó không? Có điếc à? Không thấy trả lời bà con ạ. Tôi yêu cầu anh ra đầu thú ngay để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Nghe rõ trả lời. Phải nhỉ. Vâng, như thế là mình đã rất lịch sự với chúng rồi. Nhưng mà các bạn ạ, vẫn không ăn thua nên là mình phải dùng bạo lực. Từ nãy các bạn thấy mình xách cái túi này, chắc là không biết trong đây có gì không. Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết nha. Nhìn lại tưởng là nhặt lá đá ông bơ, xách theo cái túi. Tèn 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 tèn. Đây, chính là dụng cụ bắt trộm của mình. Đây, cái này hoạt động như thế này các bạn ạ. Mua trên thị trường với giá 7.000 trên một chiếc. Đấy, chúng đi, khi chúng đi là chúng sẽ dẫm vào đây. Đấy. Và mắc chân, sập. Và mình sẽ gài. Đấy. Như này khi đói, chúng phải ra đây kiếm ăn và uống nước. Thì sẽ đi dẫm vào và sẽ không chạy thoát khỏi bàn tay mình. Đấy. Rồi, mình phải cắm cái cọc ở đây để tên trộm này không thể thoát được.
Đấy, chúng mình phải có chiêu của mình. Là mình phải bắt có phủ kín cái bẫy của mình. Đấy. Chiêu này mình hay gọi là vải vải thưa mà che mắt thánh. Đấy. Tuy nhiên đơn sơ nhưng hiệu quả ra phết đấy bạn, bác ạ, các bạn ạ. Đấy, mình phải buộc đây, mình đánh dấu à. Đấy. Không, bây giờ một fan mình đặt mấy chục cái này mình nhớ làm sao được, vừa về lại quên hết. Đấy, mình sẽ đi tìm nhà khác, vì mình nghĩ ở đây là chúng sinh sản rất nhiều rồi. Con cháu chắc chút thì có thể là có cả chít được. Ban ngày thì mình mới dám đi dép thôi, chứ còn tối ha, ra đây các bác nha, không đi ủng vào nha, mà gặp mấy em man hoa rắn giết rồi em, các em mình hôn rồi cái rồi vú vía anh thử ra là cũng hoang mang giải quyết đấy. Đây rồi, lại có nhà em nữa rồi. Em này thì mình đã lịch sự với chủ nhà trước rồi, nhưng mà không ăn thua, không hợp tác thì mình cũng dùng vũ lực luôn chứ không cần nói nhiều. Đấy. Nhiều khi là anh em mình nói ít không nghe, nói nhiều lý lặng là anh em mình phải dùng ngay, từ bạo lực ngay. Đấy. Vì thời gian gần đây bà con cũng phản ánh nhiều quá về cái mùa màng bây giờ nó bị mất nhiều ấy các bà con ạ, các bạn ạ. Mùa màng bây giờ thiệt hại nhiều. Cấy hái bây giờ đã trả được bao nhiêu rồi mà chuột bọ nó cứ phá ấy. Nói đến đây thì các bạn cũng biết là kẻ trộm đấy là loài gì rồi đúng không? Chính là những cái tên trộm chuột. Nói chuột. Nhưng mà chuột này không phải chuột như bình thường ở nhà mình hay là ở trong đồng đâu các bác ạ. Chuột này nó rất to. Có những cái con nó lên tới tầm cân 2 đến cân rưỡi thì quá bình thường. Có như con mẹo. Phải nói là chúng ngự ở chỗ này nhìn phong cảnh quá là hữu tình luôn. Đây này. Các bác nhìn này. Kinh khủng không? Mô đất đùn như kiểu là ai dùng máy cẩu múc lên, hai hồn. Đây vừa ý đây. Đúng rồi. Em này là khi về đến đây là ăn gặm cỏ, lo say xong là ý ị luôn ở gốc cây, hiểu không? À. Mình phải hiểu được cái tập tính của nó thì mình mới bắt được ấy chứ. Hôm nọ ra đây bán chim thế là gặp mấy bác chăn bò kia, các bác phản ánh là chuột bọ nhiều quá. Không làm gì được cả, thế là mình quyết định mình đi trừ hại giúp dân. Đó, anh em mình lại tiếp tục hành trình nha. Mình thấy một cái biệt đi của nó rất là đẹp luôn. Đây các bạn có thấy cá nhiều không? Khu vực này rất là nhiều cá vì là người ta canh tác, người ta thả mà cá to lắm. Mỗi năm họ tát đầm một lần. Có những con cá 7-8 cân bình thường. Đây biệt này đi rất là đẹp đây này. Đây này, các bác có thể nhìn kỹ được này. Đây này, con chuột này to đấy. Chắc chắn là to luôn. Gốc cây chờ đợi. Gốc cây đợi chờ. Tôi ra đây liệu mà bác phát đầu có ăn ngay không? Cũng mong là như thế. Tôi cũng đánh giá rất cao. Chỗ này.
cái biển lạnh đánh cá quá cao luôn, mà khẳng định luôn, mà để lại tên tuổi luôn đấy. Nói phét đấy. Nói hay tối mà không được các bác gửi chết. Vậy chàng trai viết lên cây. Chứ sao nữa, nếu mà tối nay mà được con này ở đây nha, tớ tè và các bạn là tớ phải viết lên cây luôn. Đó. Cháu đi đặt mấy cái bẫy chuột. Cháu đi đặt mấy cái bẫy chuột ở ngoài đây. Vâng, thì đây là anh em mình đã đặt xong hết một loạt bẫy ở khu vực này rồi. Thì chỉ đợi màn đêm buông xuống là mình sẽ ra xem kết quả. Rồi, tớ sẽ lên đây tớ xem. Tuần trước tớ đặt hai cái bẫy thú ở khu vực cái tả sông Hồng này. Này tớ ơi, tớ ra tớ xem nó có sập không. Mà lên xem chìa khóa xe đầu hãng lên đây. Lại mất cả xe máy thì ngon. Hơi rậm rạp đấy, nhưng mà thường thì thú nó hay ở những cái nơi như này, cầy cáo với cả một số loài gặm nhấm. Hôm trước mình đặt bẫy ở đây nhưng mà bị lấy trộm mất. Đặt 10 cái bị lấy trộm mất 2 cái. Mới cả được mấy con chim. Mình bẫy bằng hoa quả. Ôi giời, chết mẹ rồi. À, ăn tiền. Ăn tiền rồi anh em ơi. Ăn tiền như vậy, ăn tiền anh em nhá. Cái bẫy của mình đã có thành quả ở đây. Một em chuột đất, hay gọi là chuột cống nhung đấy. Con này thì nặng khoảng bao cân? Không, con này cũng chỉ được khoảng tầm tăm nặng thôi nha anh em nha. Đây, mình đặt một tuần rồi đấy. Đây hiện trường này là nó cắn nát vụn hết cả da này nè. Muốn cắt ra để thoát đúng không? Để nó tìm cách giải thoát nhưng mà nó đã không thoát được. Đây này, cái cây này mới cắn này. Cái cây mới cắn này. Nó cắn cụt hết cả cây luôn rồi đấy. Đấy. Đây cái bẫy mình đã buộc cố định vào đây rồi. Đây có thành quả rồi anh em nha. Con này cũng yếu rồi, tại căn bản là nó cũng bị dính rất lâu rồi đấy. May quá. Con này chắc gần tèo rồi. Quá đã luôn anh ạ, con này cũng yếu rồi vì là nó không có được nước uống mà. Như cái này nếu mà sập là hay sập vào chân đúng không? Cái này là đi thường là nó dẫm vào chân mà. Đây, như đây là bị sập vào chân này. Đây, cái ná ấy đây này, cái ná gài ghim của mình này. Có thành quả rồi anh em nhá. Cây này mới cắn. Chuột rất to luôn rồi. Siêu to khủng lồ đấy. Cái này mà hai bẫy hai con thì tươi nhỉ. Đây anh em. Siêu to khổng lồ. Thế là có thành quả thôi nha anh em nhá. Hên quá. Vô lý, nhiều khi nó phải được đúng không? Nhiều khi lại hợp lý. Chó thừa lại gầy vô lý. Sau bao nhiêu ngày đặt bẫy ở đây thì hôm nay được thành quả. Một con chuột cống nhung. Còn... vậy là một cái bẫy của anh em thành công rồi đó. Còn giờ mình đi xem một cái bẫy nữa ở trên kia nhá. May quá được con các bác ạ. Tương đối to đấy. Con này yếu rồi. Con này yếu vì là nó dính bẫy vài hôm rồi, nó không có cái gì ăn mà. Ok, giờ mình cho nó vào bao rồi anh em mình đi tiếp. Thế là anh em mình đã có thành quả đầu tiên rồi đấy. Rồi. Rồi, anh em mình tiếp tục cuộc hành trình. Rồi anh em mình tiếp tục đi theo một cái bẫy tiếp theo nhá. Mình đã để rất lâu rồi, bây giờ mình đi xem một tuần rồi đây anh em ạ. Đường xuống đâu rồi nhỉ? Lâu lâu không lên trên đây này. Quên mất cái đường xuống ở chỗ nào.
Đây là đường xuống rồi anh em ạ. Quay xa xa rồi. Hôm trước mình đã đặt hai cái bẫy ở khu vực này, sập một con, nhưng mà vì mình đã đặt trước Tết nên là thành ra là lâu không ra xem, không gỡ được thì các bạn ạ. Thế nên là chết mất một con chuột. Thế còn một cái nữa thì mình vẫn lại, hôm nay ra xem lại xem kết quả ra sao nhá. Rồi, mẹ lại chết rồi. Thiệt mẹ mất rồi, to. Tuyệt quá anh em ạ. Chết mất con này quá là to luôn. Cày bọc má anh em ạ. Cày không ạ? Cày à? Rất là buồn anh em ạ. Rất là buồn khi mà chúng tôi, hai anh em tôi bị chết mất một con cầy bằng má. Con này nó phải rơi về tầm 2,5 cân. Giá mà mình có thể đi được từ 2 hôm trước thì đã bắt được con này rồi. Đây anh em có thể. Quá là tiếc. Quá là. Thôi nhấc nó lên xem nào. Xem rồi. Tiếc quá. Đây con này chết mấy hôm rồi. Con này chưa chuông. Con này cũng chỉ chết được khoảng tầm, giỏi thì được 2 hôm nay. Nhưng mà vì cái thời tiết này nên là nó cũng là phân hủy. Vâng, tin rất là buồn luôn. Mình như này về là không thịt được nữa đúng không? Chỉ bỏ đi thôi. Bỏ đi thôi. Nhưng mà quá là buồn luôn. Buồn quá thì có con này. Nếu con này mà mang đi bán thì sẽ được bao nhiêu? Con này như bây giờ vừa mới hôm nọ trong làng có ông bắt được con này bán được 1 triệu mà con đấy chưa được 2 cân. Con này phải được tầm 2,5 cân. Tiếc nhờ. To hơn con mèo mà. Mà sao ở ngoài bờ tre lại có cầy à? Nhiều. Cầy bằng má. Tiếc không? Con này thì lại có vẻ nó không kiểu dẫy nó thoát ra như con chuột vừa nãy nhỉ? Nó dẫy dụa đây này, nó mắc đủ các kiểu rồi đây này. Quấn mấy vòng luôn. Nhiều khi là đặt cái bẫy này là cũng phải theo chương trình, đừng để tiền rơi các bạn. Đúng không? Đấy, nhiều đặt khi làm ăn nó cũng gặp nó thế đấy anh em ạ. Đặt bẫy nhưng lại không đi lấy. Con này nó vừa mới chết thôi, nó cũng chết được chúng kia rồi. Chưa chuông mà. Buồn quá anh em ạ. Nôi ra đây cho anh em xem kỹ này. Cũng có rất nhiều anh em cũng chưa giờ nhìn thấy con này bao giờ đâu. Hôm nay là một tin rất buồn cho anh em mình làm video. Con này 2,5 cân còn không hết luôn này. Đây, còn chưa trương này, con này còn mới chết luôn này. Đây, động vật hoang dã 100% này. Tiếc không? Thật là quá buồn nhỉ. Quá buồn. Vâng, hôm nay là rất buồn cho đây. Cầy bạc má đây anh em này. Thôi bỏ đi thôi. Giá mà có thể ra trước đây khoảng tầm 2 hôm thì là con này không bị mất đâu anh em. Còn là chung là cuộc sống thì nhiều cái nó không như mình mong muốn. Nên là thôi, vui vẻ. Anh em tạm biệt con cầy này ở đây. Và rất là buồn. Thôi, anh em mình lại tiếp tục cuộc hành trình đi bắn chuột. Vâng, cuối cùng thì trời cũng tối là anh em mình sẽ cùng nhau đi xem thành quả của mà buổi chiều nay anh em mình đặt bẫy nhá. Được. Nào, anh em mình cùng lên được. Vâng. Trong hoa đua lở 1 giờ mà không bằng chỉ cần 1 phút là mình đang đợi chờ tình yêu. Mong là hôm nay anh em mình sẽ được nhiều tin vui.
đây rồi. Có hàng thôi. Ăn ngay chú đầu tiên. Đây, bạn nha, có hàng rồi. Kim. Lúc chiều bảo cái chỗ này là ăn chặt đây này. Đấy, tớ đã bảo rồi mình. Thế là đúng là như kiểu là có chàng trai viết lên cây đấy đúng không? Đấy, chàng trai khắc lên. Rồi, tớ sẽ cùng xem tớ bắt thành quả nhá. Đây, bọn mình phải chuẩn bị kim đây đúng không? Cái loại này răng nó rất nhọn nên là mình phải chuẩn bị cái kim này để bẻ răng nó đây. Trời ơi, tức là cũng tương đối to đấy, nhưng mà sao mình được biết thì với mình thì con này nó chỉ là quá là nhỏ thôi. Nó ghê lắm, nếu mà không cẩn thận chỉ sơ sẩy một phát thôi là thôi đấy, quăng đời bụi rậm luôn đấy. Nó cắn đấy, không thể đùa với em nó được đâu. Đó. Bao nhiêu năm trình độ rồi nhưng mà cũng bị cắn không biết là bao nhiêu lần rồi. Cuộc chiến nào chẳng có thương đau. Đây, các bạn nhìn răng nó này, hãi hồn. Và thế nào, có tin vui rồi. Ôi em này, cẩn thận không cắn bằng lưỡi nó là nó cũng đi luôn đấy. Rồi đấy. Rồi, mình cho nó vào đây nha các bạn nhá. Mình cho nó vào bao đây. Đấy, xong là mình lại đi tiếp. Còn nhiều vậy lắm. Rồi, một cái. Cái đầu tiên chào hàng mà đã thành công rồi đấy các bạn ạ. Không biết là cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc đây. Chỉ thích những cái giây phút này thôi để đi xem thành quả nào. Vừa có một con chim giang nó đậu đây rất là to, nhưng mà vì là nó buồn quá, với cả là nó chưa ngủ đây này. Anh em mình vừa tới thì nó đã bay đi rồi. Đây, nhưng mà cái này chưa sập anh em nhá. Đây là cũng có chuột chạy qua rồi đây này, nhưng mà nó đây. Lá cây ướt đây này, vết chân nó chạy xuống nước rồi này. Nhưng mà nó dẫm chưa đúng điểm. Nhiều cái thì giỏi thế, chuẩn thế mà dẫm vào cái bẫy này quá kém. Rồi mình sẽ đi thăm bẫy một vòng. Mình đã nhặt cái xa rồi đấy. Đây rồi anh em ơi. Chuột cụ đây rồi. Đây. Con này to thế nhỉ? Đúng là anh đang cần tìm em đấy. Ôi hỡi các tình yêu. Được rồi. Đấy. Đây này, cái loài chuột này là nó to như này này các bác này. Anh em nhìn kỹ này. Đấy. Con này con trung bình thôi. Đấy. Rồi rồi, để mình lại bắt nó nhá. Bọn này hơi nó giữ như chó ấy. Chảo to thế nhỉ. Không cẩn thận là nó chơi mình ngay đấy. Mình cũng không muốn bị con này nó hôn đâu. Đấy, nó cắn ủng của mình ạ. Bị con này cắn thì yêu thương lắm. Mày này à bữa ấy. Ngon thế. Rất là béo luôn. Về. Rồi. Hai con anh em nhá. Dê. Ủa, gần ra luôn. Và mình sẽ thu bẫy về luôn. Rồi nha. Thế cái này sẽ chậm hả? Đây là thành quả của mình buổi chiều nay đó. Hai em chuột thống nhung rất là to. Đấy, vì YouTube nó không cho nhìn thấy máu với cả sát sinh. Nên là
Anh em mình xin phép dừng video đây một chút, tạm thời thì xong rồi sẽ alo các bạn. Bác thành quả của anh em mình cả buổi chiều nay đây được ba em chuột mình đã chế biến rất là ngon luôn, được luộc đặc sản với hương yên mình đây. Tính ra phải để khô thêm tí nữa này. Vì là cứ tối rồi nên là anh em mình chắc ăn còn sớm sủa. Thơm lắm các bạn ạ. Trong mạng trong thì hay ăn chuột nướng với cả chuột sao, nhưng mà ngoài miền Bắc mình thì họ là chỉ thích ăn chuột luộc các lá chanh như này thôi, ăn nó mỗi nơi vùng miền thì nó họ có một cái ăn khác nhau. Nhưng mà theo mình thì đánh giá thì chuột này là có chế biến theo cái phương thức thức làm nữa thì vẫn là rất là ngon các bạn. Mọi người thấy video của mình hay thì nhớ ấn theo dõi và đăng ký chia sẻ kênh giúp mình nha, để mình lấy động lực có thể ra sắp tới có thể ra được nhiều video mới hay và ý nghĩa hơn. Mời cả nhà nhá. Coi video của mình đến đây mình xin được kết thúc ở đây. Chúc mọi người một buổi